Từ xưa còn có một thói quen xấu khiến cho giới hành bị ô nhiễm, không trong sạch. Thói quen đó là thụ dâm. Con muốn từ bỏ thói quen này để cho giới hành của mình sớm ngày trong sạch. Nhưng hiện tại con vẫn chưa làm được. Tự sư có cách nào có thể giúp đỡ con trong việc này không? Sư hỏi quý vị, đặc biệt là những vị mà vẫn còn ưa thích cái chuyện mà thủ dâm. Sư hỏi quý vị có ý định hoặc là có sẵn sàng từ bỏ đời sống đôi lứa hay không? Tức là mình sẽ không có người yêu, không lập gia đình. Đối với xã hội đó, đối với xã hội thì cái chuyện mà thủ dâm ấy, nó là một cái chuyện trái với tự nhiên. Còn cái chuyện mà sinh hoạt nam nữ để đi đến nói giỏi tông đường ấy, thì đối với họ đó là chuyện tự nhiên. Thì một bên thì họ cho nó là sai trái và một bên họ cho nó là hợp lý. Nhưng với cái nhìn của Phật giáo, cả hai đều là bị thôi thúc bởi ái dục, đều bị ô nhiễm bởi ái dục. Sư ngại một chỗ nè, cái này là cái sư ngại. Quý vị nghĩ cái chuyện này á là cái chuyện ô nhiễm không nên làm, mà quý vị lại nghĩ cái chuyện vợ chồng ấy nó lại là cái chuyện đương nhiên và hợp pháp. Nó kẹt ở chỗ đó. Kẹt ở chỗ đó. Bởi vì ở cái vị trí khác nhau thì cái nhìn nó khác nhau. Ở trong kinh ấy, ở mà Đức Phật nói với một vị Bà La Môn: này Bà La Môn, có những vị Bà La Môn ý thức được cái chuyện quan hệ nam nữ đưa đến khổ đau, họ chấm dứt quan hệ nam nữ, nhưng họ còn ưa thích sự xúc chạm đối với người khác giới. Ta nói người như vậy đó vẫn không thoát khỏi địa ngục và không thoát khỏi khổ đau. Có những người ý thức được sự nguy hại của việc xúc chạm đối với người khác giới, họ không xúc chạm đối với người khác giới, nhưng họ còn ưa thích giao tiếp, nói chuyện với người khác giới. Ta nói người đó vẫn chưa thoát khỏi địa ngục và chưa thoát khỏi khổ đau. Có những vị Bà La Môn ý thức được sự nguy hại của việc nói chuyện với người khác giới, họ không nói chuyện với người khác giới, nhưng họ còn ưa thích việc nhìn ngắm người khác giới. Ta nói những người đó chưa thoát khỏi địa ngục và chưa thoát khỏi khổ đau. Có những người ý thức được sự nguy hại của việc nhìn ngắm người khác giới, họ không nhìn ngắm người khác giới, nhưng họ còn ưa thích việc nghĩ về người khác giới. Ta nói người đó còn chưa thoát khỏi địa ngục và chưa thoát khỏi khổ đau. Thì trong cái dãy trên ấy, nó đi từ cái ái dục ấy, nó đi từ nặng cho đến nhẹ. Quý vị thấy rõ cái thang mà Đức Phật đưa ra không? Đi từ cái thang Chỉ có cái người mà không suy nghĩ về người khác giới thì họ mới tránh được địa ngục và tránh được khổ đau. Đấy, thì quý vị thấy cái thang từ đầu, tức là từ ở trên ấy, là cái chuyện mà quan hệ nam nữ, cho đến bỏ quan hệ nam nữ chỉ còn xúc chạm, xuống dưới nữa bớt ái dục xuống nữa là không có xúc chạm còn nói chuyện, bớt xuống nữa không nói chuyện còn nhìn, bớt xuống nữa không nhìn còn suy nghĩ. Thì cái vấn đề thủ dâm này đó, nó nằm trong hai cái hàng chót. Tức là gì? Một á, là nhìn người nữ, nhìn người khác giới. Hai là suy nghĩ về người khác giới. Nha, nhớ nha, nó nằm ở hai cái mức cuối, nó nằm ở hai mức cuối. Còn cái chuyện mà vợ chồng nằm ở cái đầu, ở trên cùng ấy. Nhưng mà từ đầu cho đến cuối thì tất cả đều không tránh khỏi địa ngục và không tránh khỏi khổ đau. Quý vị có thể đặt câu hỏi: ủa các vị thánh sơ quả thì họ vẫn lập gia đình? Xin thưa các vị, đó là thánh sơ quả. Các vị đó là thánh sơ quả. Còn biết nói các vị đó là thánh sơ quả thì tức là mình còn tỉnh ấy. Người ta thánh thì kệ người ta, không dính dáng tới mình. Mình là phàm nha, mình là phàm thì nói thì kiểu phàm đi. Đấy, thì nó có các tầng bậc như vậy đó. Thì tầng bậc nào cũng không tránh khỏi khổ đau. Nhưng mà biết sao giờ, đời sống cư sĩ là như vậy đấy. Đời sống cư sĩ là như vậy đấy. Mình không thể nào mà mình bạ ai mình cũng nói là anh còn quan hệ vợ chồng thì anh không tránh khỏi địa ngục và không tránh khỏi khổ đau. Nó phan cái cuốc vô đầu. Chính bởi vì như vậy, đối với hàng cư sĩ, Đức Phật chỉ đề nghị một vài điều cơ bản thôi. Đó là gì? Giữ năm giới. Giữ năm giới. Và được nữa đó thì có cái sự nuôi sống lành mạnh. Và với những ai mà muốn đi đến những cái tầng bậc cao hơn thì họ có thể giữ 8 giới. Mà đương nhiên khi giữ 8 giới đó thì trong một loạt, nhớ gì nhé, trong một loạt cái tầng bậc của ái nhiễm ấy, thì khi mà giữ 8 giới đó, mặc dù mình nói là trong cái giới đó thì nó chỉ đơn giản là không có hành dâm thôi, nhưng mà ý nghĩa là mình ngăn luôn cái chuyện là suy nghĩ về người khác giới ở trong đầu của mình nha. Đấy. Và nếu như mà quý vị muốn đời sống của mình ấy, nó trở nên nghiêm khắc hơn thì quý vị có thể giữ 8 giới. Và khi chúng ta thăng cấp cái giới hạnh của mình ấy, thì chúng ta sẽ có cái nhiều sự ràng buộc hơn, nhiều sự lưu ý hơn, và chúng ta có thể ngừa được. Còn nếu như mà quý vị muốn nó nghiêm khắc hơn nữa thì quý vị có thể lựa chọn đời sống tu sĩ. Bởi vì đời sống tu sĩ đó nó nghiêm khắc hơn về giới luật, và chúng ta có thể nhờ vào sự nghiêm khắc đó chúng ta ngăn ngừa bản thân. Chứ còn mà mình cứ kẹt quá, sư gặp những câu hỏi này cứ kẹt quá, bởi vì trong cái dãy ái dục ấy, trong cái dãy ô nhiễm bởi ái dục ấy, từ nặng cho đến nhẹ, thì mình cứ nói cái cỡ nào nó cũng nằm ở trong đó thôi. Muốn bỏ thì phải bỏ hẳn. Còn muốn cứ là đời sống cư sĩ thì quý vị chỉ ráng giữ 5 giới giùm sư. Giữ 5 giới giùm sư, ráng tạo phước, và nuôi mạng, nuôi sống bản thân mình ấy, có một cái nghề nghiệp chân chánh nuôi sống mình, nuôi sống gia đình, không hại mình, không hại người, như vậy là được rồi. Đương nhiên quý vị nói nên thì sư không nói, không có một cái nào nên hết, không có một cái nào nên hết. Từ trong cái dãy ái dục ấy, từ nặng cho đến nhẹ đều không có cái nào nên hết. Trong vai trò một vị tu sĩ, sư không thể nào khuyên quý vị ha, cái này là nên, trong cái dãy ái dục đó cái này là nên, cái kia không nên, không được. Hễ còn dính tới ái dục là còn khổ. Nhớ dùm sư bài kệ Pháp Cú, Đức Thế Tôn có nói: ái dục sinh sầu lo, ái dục sinh sợ hãi, ai không còn ái dục thì không sầu, không còn sợ hãi. Đấy. Chứ còn sư nói không khéo quý vị nghĩ à, ông sư này ông cho cái này nên làm, cái này có thể làm, nó kẹt sư ha.